Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN được phân công hỗ trợ cho 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu. Chương trình hỗ trợ của EVN thực hiện là Công ty Điện lực Lai Châu giai đoạn 2009-2015 đã đưa tỉnh Lai Châu từ tỉnh có tỷ lệ số hộ có điện thấp nhất cả nước, từ chỗ chỉ có 37% xã và 29,4% hộ dân có điện vào năm 2009, đến nay đã đạt 100% xã và 84,8% hộ dân có điện, vượt trước 6 tháng so với mục tiêu nghị quyết của tỉnh Lai Châu đề ra, với tổng số kinh phí hỗ trợ từ 2009 đến nay đạt hơn 495 tỷ đồng. Riêng 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ đạt tỷ lệ 92,5% hộ dân có điện. Việc cung cấp điện đến từng hộ dân của 3 huyện có ý nghĩa xã hội rất to lớn, mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương và góp phần rất lớn trong việc cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa của các huyện. Các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã phát huy được hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao. Hoạt động sản xuất của người dân chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, dịch vụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công ty Điện lực Lai Châu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao triển khai thực hiện cái việc hỗ trợ của tập đoàn trên địa bàn tỉnh Lai Châu và tập trung vào cho 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lưới điện, hỗ trợ cái loại hình sản xuất nông nghiệp, mua máy móc rồi các mô hình sản xuất rau sạch, chăn nuôi. Có điện đã tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Đồng bào các dân tộc có thể yên tâm đầu tư máy móc chế biến, phát triển sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tăng thu nhập cho gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là phát triển kinh tế theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, gắn với thực hiện chương trình nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, chương trình 30A tại Lai Châu còn tập huấn cho các cán bộ làm công tác khuyến nông, khuyến lâm cho các xã thuộc 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ để giúp các hộ nghèo được tiếp cận với phương thức tiến bộ kỹ thuật mới, giống mới, thay thế cho cách làm cũ, nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm. Từ việc xây dựng thành công các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp như mô hình trồng na, địa phương và người dân đã chủ động nhân rộng mô hình này cho các khu vực, hộ dân khác và các vụ tiếp theo. Gia đình tôi là nằm trong 6 hộ được trồng mô hình na. Năm 2015 thì được các cán bộ khuyến nông hướng dẫn cái kỹ thuật đào hố, rồi là trồng, rồi cách bón phân. Cho đến thời điểm này, na của tôi đã được 1 năm. Đang trong thời kỳ phát triển tốt. Chương trình 30A nhà nước hỗ trợ ấy thì từ 2001 trở lại đây dùng điện để bà con mỗi ngày về đời sống của bà con được nâng lên rất nhiều. Hiện nay thì hầu hết là gia đình nào cũng mô tivi này, tủ lạnh rồi gọi là sinh hoạt trong gia đình. Nhằm giúp cho các hộ dân tại 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Từ giai đoạn 2009 đến 2011, chương trình 30A tại Lai Châu đã hỗ trợ cho 2.483 hộ nghèo xóa nhà tạm, với tổng số vốn hỗ trợ 12,415 tỷ. Cùng với đó, hạng mục xây dựng hỗ trợ nhà bán trú dân nuôi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện cho khoảng trên 1.000 em học sinh được bán trú. Các em học sinh ở xã có chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt ổn định. Các em đã yên tâm học tập, nâng cao chất lượng dạy và học. Điện về với trường đậm xe từ năm 2010. Thì từ ngày có điện thì cái việc học tập và ăn ở của em học sinh thì cũng được nâng lên. Có điện thắp sáng rồi hỗ trợ cho quá trình học tập. Bên cạnh đó thì có điện để tổ chức cho các hoạt động trong nhà trường. Ví dụ như là các buổi văn hóa văn nghệ hoặc là các buổi sinh hoạt buổi tối thì các em được sinh hoạt nhiều hơn. Chương trình 32 thì hỗ trợ nhà trường là được 2 phòng học và được 2 phòng ở bán trú cho các em học sinh ở đấy. Trong giai đoạn tiếp theo, để góp phần thực hiện thành công mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, ngành điện sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình đầu tư lưới điện nông thôn, tăng tỷ lệ số hộ dân có điện, hỗ trợ làm đường giao thông thôn bản tại các xã xây dựng nông thôn mới,
Mục tiêu đến cuối năm 2020, hầu hết các hộ dân nông thôn ba huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ đều được sử dụng điện lưới quốc gia. Nguồn vốn đầu tư bằng vốn vay ngân hàng ADB giai đoạn 3, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác với tổng kinh phí dự kiến khoảng 122,56 tỷ đồng. Thank you.